Ông sợ nhất là lúc mà buồn á, không ai tâm sự hết, sợ cô đơn một mình phải có người chia sẻ. Sợ cô đơn một mình hả? Dạ. Em ly hôn được 15 năm ạ. Chị có bao nhiêu người con rồi? Dạ, em có 3, 2 gái 1 trai ạ. Bé lớn bao nhiêu tuổi rồi chị? Bé lớn 2003 và bé Út là 2007 ạ. Ba đứa nhỏ ở với ai em? Dạ, ở với em từ bé luôn ạ. Giờ các bạn đã cũng đi học và đang đi học và đang đi làm hết ạ. Em cưới vợ xong về bây giờ ở 2-3 năm. Hai chồng cũng ly thân 2 năm, em nó chính thức có giấy quyết định là vậy, tòa này là 6 tháng. Dạ. Ở vợ 2-3 năm. Dạ, bây giờ ở bên bây giờ. Làm rể hả? Dạ. Xin chào khán giả trường quay và hai MC và bạn nam bên kia. Em tên Phạm Thị Út Nhì, 41 tuổi. Em hộ khẩu Vĩnh Long nhưng hiện tại làm việc ở Gò Vấp ạ. Làm gì Út Nhì? Em làm bên bếp ạ, bếp hải sản ạ. À, làm bếp á hả? Dạ. Rồi, mời anh trai. Chào anh Linh, chào chị Hồng Lan, chào hết khán giả trường quay. Em tên Nguyễn Văn Nhâm, em sinh năm 82, ở quê ở Trà Gạo, Tiền Giang. Nhâm làm gì Nhâm? Dạ, hiện giờ em về quê ở cùng cha mẹ trồng thanh long, và có làm công việc ở ngoài chút thêm. Ở Gò Công á? Dạ, Trà Gạo. Trà Gạo hả? Dạ. Rồi, nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm cho nhà trai tôi nghe coi. Dạ, ưu điểm của em là người phụ nữ của gia đình, rất quan tâm người khác và cầu toàn trong công việc, có trách nhiệm. Khuyết điểm là do thẳng tính quá, nhiều khi hay góp ý thẳng á, thì nhiều bạn tự ái á. Theo thời gian thì em cũng đã tiết chế cái điều đó rất là nhiều, nhưng mà giống như là bản tính rồi thì nó cũng bỏ bớt thôi. Dạ. Nó chỉ bỏ bớt thôi chứ nó không có bỏ đứt được. Nhận biết về cái cá tính của mình như vậy là cũng tốt rồi. Dạ. Rồi mời nhà trai. Ưu điểm khuyết điểm của Nhâm là gì? Ưu điểm của em là sống có trách nhiệm, tất cả công việc gì em làm mà không dám bỏ dở nửa chừng. Biết lo gia đình, công việc trong gia đình là em làm được hết. Sống có trách nhiệm, biết chăm lo gia đình là tốt rồi. Dạ. Khuyết điểm của em là em sợ nhất là lúc mà buồn á, không ai tâm sự hết, sợ cô đơn một mình phải có người chia sẻ. Sợ cô đơn một mình hả? Dạ. Đường tình duyên của nhà gái sao? Em thì chính thức có 3 mối tình, là ông xã em là đầu tiên, là em ly hôn được 15 năm ạ. Chị có bao nhiêu người con rồi? Dạ, em có 3, 2 gái 1 trai ạ. Bé lớn bao nhiêu tuổi rồi chị? Bé lớn 2003 và bé Út là 2007 ạ. Ba đứa nhỏ ở với ai em? Dạ, ở với em từ bé luôn ạ. Giờ các bạn đã cũng đi học và đang đi học và đang đi làm hết ạ. Dạ, các bạn lớn hết rồi. Dạ, tự lập sớm hết ạ. Em chia tay với ông xã 15 năm mà một mình nuôi 3 đứa con là quá giỏi luôn á. Thấy thương quá ha, phụ nữ một mình nuôi 3 đứa con. Quá trời vất vả luôn á. Em chào anh. Dạ, tình duyên của mình như thế nào anh? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì quen được năm ở gần nhà, thứ năm 19 tuổi rồi cha mẹ mới đi hỏi cưới vợ rồi sao này. Em cưới vợ xong anh về bây giờ ở 2-3 năm. Hai chồng cũng ly thân 2 năm, em nó chính thức có giấy quyết định là vậy, tòa này là 6 tháng. Dạ. Dạ. Ở vợ 2-3 năm. Dạ, bây giờ ở bên bây giờ. Làm rể hả? Dạ. Con nhỏ nhất là nhiêu? Con nhỏ nhất hôm nay 17 tuổi, học lớp 12. Còn con lớn thì 23 tuổi. 23 năm, một cái con số rất là dài. Thế thì tại sao anh chị lại đưa ra một cái quyết định là dừng lại cuộc hôn nhân đó? Dạ, lúc mới cưới gì thì không có làm dâu, cũng bất đồng với mẹ, rồi thế rồi về quê ở. Lúc đó có bầu đứa con lớn rồi mới thương vợ, mới theo về đây sống. Ở với vợ mà mình cũng làm ăn ra không, rồi sau này lúc khổ thì không sao, lúc có tiền rồi cái đua đòi dồn dập đủ thứ, rồi chuyện gia đình, đứa em gái nó mới có gia đình, rồi cha mẹ cũng cho tài sản, rồi chị ta cứ tranh giành, cứ cãi tới cây lui hoài. Em thấy nếu mà tình trạng kéo dài thì không tốt, thôi chia tay rồi để hết duyên hết nợ rồi. Người con út là hiện tại đang ở với anh hay ở với chị? Con gái thì đang ở với mẹ, con trai lớn thì nó có riêng tư nó rồi. Giờ Nhâm ở với... Về ở với ba mẹ, tại vì ở nhà có 2 anh em rồi. Em gái có chồng, bây giờ có một mình em thôi. Ba mẹ thôi? Dạ. Ba mẹ lớn tuổi chưa? Dạ, con 6 mấy tuổi. 6 mấy? Dạ. Giờ mình làm vườn hay làm ruộng gì dưới không? Dạ, làm thanh long không anh? Khoảng được bao nhiêu công thanh long? Của em là 5 công. 5 công thanh long? Dạ. Với em có một phần đất của tài sản chung hai chồng chia đó, em cũng có còn con mấy đất trên Mỹ Tho. À, vậy là còn tới 6-7 công gì đó. Dạ. Yeah. Tôi qua nhà gái coi sao. Chào em gái. Phải nói là khâm phục em đó, 15 năm nuôi con không có đơn giản xíu nào mà em đã vượt qua tất cả mọi thứ rồi. Mình lấy chồng được bao nhiêu năm em? 4 năm ạ. 4 năm mà 3 đứa con hả? Tại vì hai bạn chị là em sinh năm 1 ạ. À, hai chị gái và một em trai. Chắc cũng có gì dữ dội lắm mới chia tay đúng không em?
có hai điều ở đàn ông em thích là một là lăng nhăng, hai là cờ bạc. Hầu như ông xã em dính vào hai cái chỗ đó. Một đứa đầu là em đã biết rồi, nhưng mà kiểu như là mình chờ đợi tha thứ cho cơ hội á, nhưng mà cũng tái đi tới lại hoài. Bạn Út vừa tròn một năm là em dứt luôn. Cái chu cấp cho con á, ông xã cũ có chu cấp gì không? Dạ nói chung là hai chồng em chia tay nhẹ nhàng lắm á, tại ông xã em là công chức mà. Nên là không có một cái gọi là gia đình không biết luôn. 3 năm sau mẹ em mới biết. Thì có nghĩa là tụi em á thỏa thuận là tại em có căn nhà dưới quê, thay vì chia tay chia tài sản á, cái đó ông xã em để cho em toàn quyền quyết định. Có những giống như là chu cấp một lần. Tại vì em nghĩ là chia tay xong rồi mà để mà việc mà chu cấp hàng tháng nó khó lắm. Tại vì ai cũng có cuộc sống riêng á. Nên là em cũng là dứt hẳn luôn, không có muốn dây dưa gì hết trơn á. Để mình còn định hướng cái công việc của mình, tương lai của mình thẳng đắn lắm. Cũng bản lĩnh đó. Mẹ ha. Rồi thôi bỏ qua hết đi. Mình biết vậy để những câu chuyện nó không tái diễn lại nữa thôi ha. Bây giờ mong muốn em là sắp tới sẽ có chồng như thế nào? Trách nhiệm là điều đầu tiên rồi. Thì với lại là tránh hai cái điều em vừa nói là lăng nhăng với lại là cờ bạc. Bên kia có trách nhiệm gia đình lắm, quan tâm mọi người nữa. Bên đó chắc không có cờ bạc rồi ha. Trồng thanh long không mà. Có nhậu nhẹt không? Nhậu thì lâu lâu giao thiệp, khách khứa với tới gia đình phải tiếp. Có rủ bồ bịch về vườn thanh long không? Vườn thanh long gai đâm chết. Bên đó không có đâu em gái. Bên kia thì hiền, bên đây thì bản lĩnh. Bây giờ anh là mong muốn có người bạn gái như thế nào nè? Biết chia sẻ với nhau, tâm sự có gì đó thì nói với nhau nghe, lắng nghe. Nửa anh kia muốn cái gì rồi mình đã quyết định. Lễ phép với cha mẹ được, tại vì xưa giờ nói chung là cha mẹ mang tiếng có dâu chứ chưa được đúng là có con dâu, ước muốn gì. Rồi em hiểu. Nhắm rồi thì muốn tâm sự thôi, có người tâm sự được. Dạ. Ha, cũng hiền lành. Bây giờ mình giao lưu người thân nè. Anh trai đi với anh. Dạ, em đi với cô Út. Dạ. Rồi, chào Út. Dạ, em chào anh, chào MC anh Út xin làm ly. Dạ. Rồi, Út thấy sao bên đây? Dạ được, dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Út ủng hộ hai đứa lấy nhau. Dạ, em ủng hộ. Ủng hộ ha. Dạ, dạ. Rồi. Ngắn gọn. Đi bầu thơ nặng nặng chút được ha. Dạ. Còn Út gì đi với ai? À, em đi với em trai bạn đồng nghiệp ạ. Bạn đồng nghiệp. Rồi, chào bạn đồng nghiệp. Dạ, em chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Em là đồng nghiệp của chị Út Nhì. Thế thì xem mắt đi ạ. Thế thì sao? Dạ, mở mắt to lên anh ơi. Dạ, em thấy bên đàn trai đàng hoàng và có thể tin tưởng được. Và có thể giao trách nhiệm cuộc đời mình cho họ. Em xin hết ạ. Dạ, cảm ơn em trai. Nó có biết cũng được lắm á. Thôi, được rồi. Mở rào. Bắt đầu đi nhâm. Em có món quà, cái vỏ hoa với cái vỏ chanh xanh sẵn em biết. Một ít trái thanh long dùng cái dạ. Vị ngọt thanh long của quê. Dạ dạ. Em cũng có món quà là bánh em tự làm ạ. À. Có thể dùng thử coi cái cảm nhận coi có hợp vị của anh không? Cảm ơn. Rồi bây giờ hai người quay mặt qua nói chuyện đi nào. Em thấy anh thế nào? Giờ nhìn anh sao? Không, em thì nãy em nghe giọng anh á thì em thấy là trẻ hơn với bên ngoài, cái giọng trẻ với lại là hiền. Còn như thế nào là chắc phải tìm hiểu hơn. Yêu cầu của anh thì đơn giản thôi. Vì như vợ chồng thì chén úp trong khua trong sông thế nào cũng khua, nhưng mà thấy chồng nóng thì vợ nhịn chút, hả? Vợ nóng thì chồng nhịn chút, có gì đó tâm sự chia sẻ. Lắng nghe coi nửa bên kia nói gì rồi mình quyết định coi sao. Với cái thứ hai là tôn trọng cha mẹ anh cũng dễ lắm, chỉ yêu cầu vui vẻ là cái nọ là hòa đồng với mọi người là được rồi, chứ không có cần cái gì hết, không có đòi hỏi là với cơm nước tới giờ hay là mời hay mọc hay hết. Gia đình cha mẹ anh rất dễ, anh cũng vậy nữa, về nhà chủ yếu có cơm ăn là được rồi. Thí dụ như mình mà có đi tới hôn nhân thì là mình về ở chung với ba mẹ luôn hay là anh muốn ở riêng hay là sao? Nếu ở chung với ba mẹ, còn nếu mình có điều kiện thì em muốn mở cái quán ăn gì đó, mình sẽ ra đó mình mở quán ăn. Đối với em thì làm dâu em cũng không có ngại. Tại vì lúc em lấy ông xã em thì em không có được cơ hội làm dâu. Có nghĩa là cưới xong là bọn em ra riêng luôn. Nhưng mà ba mẹ ruột em thì đã mất nhiều năm rồi. Thật sự thì để mà ở chung với ba mẹ chồng đối với em cũng coi như ba mẹ ruột thôi. Nên nó cũng dễ đối với em thôi. Ngoài công việc vườn ra thì anh có làm thêm bất động sản đúng không ạ? Lúc trước thì anh cũng có mua một hai miếng đất nhỏ. Cái đó là mình nhận ký gửi hay là mình mua bán lại ạ?
mua bán rồi lúc sau này đất hiện giờ nó đứng đi để mấy anh nhận làm giấy tờ cho người ta. Em thì với cái công việc của em thì ở đâu có người là em làm được, tại vì em là thích buôn bán, thậm chí có những lúc em còn bán mỹ phẩm nữa cơ. Nói chung là có việc để gọi liên quan tới buôn bán nấu nướng gì đó em làm được hết, nên là em không quan trọng là ở bên nào, quan trọng là ở bên nào mà tạo được công việc cho em. Để nói nghe, Mỹ Tho đang phát triển rất là lớn, thành phố Mỹ Tho. Nếu mà anh có một con rưỡi ở ngay chỗ quảng trường á, Một công 60 mấy anh. Một công 6, gần 2 công đất ở quảng trường, tức là rất là có giá trị. Và thậm chí chúng ta về đó, chúng ta mở cửa hàng, chúng ta làm ăn buôn bán. Ở dưới cũng còn đất đai nhiều, bây giờ còn có ông bà thôi, không ai nữa chứ á. Vậy thì chúng ta cũng phải ở Mỹ Tho làm ăn rồi chạy đi chạy về cho ông bà. Đó, theo anh là như vậy. Bây giờ lại gần chút xíu đi để mình cảm nhận nhau chút xíu rồi. Đây. Đó. Bây giờ đứng gần hơn nè. Nhâm thấy nãy giờ nói chuyện cô gái này nó có hợp với ý của mình không? Thấy Út thì hiền với thẳng thắn như là không, em không có hiền đâu ạ. Nhận cảm nhận như vậy đó. Đúng là cái nào em... cái nào hiền hiền, cái nào nào trật thì phải góp ý, phải xây dựng với bạn rút kinh nghiệm chứ đâu có. Em này kiểu như hơi lanh trong công việc. Đúng. Nhưng em sống nội tâm lắm. Tại cái tính em là hay nói, hay góp ý, nhiều khi mấy bạn tự ái, nhưng mà sống với chị em mấy năm mà bạn mới thương. Em thấy ảnh sao? Chung là em thấy anh hiền, thấy chân thật. Nhưng mà giống như em là đã là người cá tính rồi, em mạnh mẽ rồi thì em nghĩ là em phải cần một người làm mạnh mẽ hơn em nữa. Thấy vậy chứ kiểu như là yếu đuối bên trong mà mạnh mẽ bên ngoài á. Thật ra anh mạnh mẽ, nhưng mà con cái là anh không nhát, anh không nói thôi. Một con người phong sương thế này, một con người sương gió thế này, một con người có thể làm giấy tờ cho bất động sản thì không phải là ấy đâu nha em nha. Cũng phải lanh lợi lắm đó, bản lĩnh lắm á. Rồi gặp hơi rôn. Thật sự rồi đứng cho nhau tìm hiểu đi rồi. Hơi nhát thôi đúng không Nhâm? Dạ. Rồi, Nhâm hát bài gì tặng quấy em? Xin hát khúc bản. Rồi, khúc bản gì đó sớm. Dùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở bên em sống trong giàu sang, và gấm nhung đầy trang, đi về xe đón đưa. Ông hát cũng một nốt ngang thôi. Đúng với chàng trai là tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Thôi được rồi, để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta đủ để đưa ra quyết định cho riêng mình. Thật ra để đi tìm một con người hoàn hảo đúng như mình thì rất là khó. Thành ra các bạn thử xem mình có thể chăm sóc người này được hay không, có thể là người cả cuộc đời của mình không. Nếu được thì bấm nút, không được thì không bấm, không sao cả. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Chị không bấm. Út Nhì không bấm. Hồi nãy anh đã nghe Út Nhì nói rồi, anh cũng biết được kết quả, nhưng mà theo anh thì cũng nên cho một cơ hội. Thật ra thì không phải là anh Nhâm ảnh yếu đuối gì đâu. Phải là anh hiền hay là anh yếu đuối gì đâu. Mạnh mẽ lắm đó, một người đàn ông xương gió lắm á. Dạ thật sự thì em biết là anh rất là hiền luôn. Chính vì điều đó nên em sợ em lại làm khổ anh. Dạ. Tại vì em là cá tính rất là mạnh. Tại vì cái giống như quá với anh 15 năm, 6 năm qua em rất là lì, với kiểu như là em mạnh mẽ đến mức mà lạnh luôn á. Nhiều khi em sợ cái tính của mình á, với cái tính hiện của anh quá làm tội anh. Em không bấm nút, nhưng mà em có thể là anh em mình trao đổi số điện thoại cho nhau, rồi biết đâu là trong cái sự tìm hiểu thì thấu hiểu hơn thì nó sẽ tốt hơn nữa. Em nghĩ gì nè, nhiều khi cái sự nhẹ nhàng của ảnh sẽ len lỏi vào được trong cái cá tính của chị, nó sẽ làm cho chị ghìm lại được. Cơ bản nếu như ảnh là một người hiểu được chị thì là những cái cá tính của chị nó không là vấn đề. Cho nên là em nghĩ hai người cứ cho nhau cơ hội. Có thể là qua chương trình này có sẽ là có nhiều chị cái điều kiện tốt của em, xin hơn em thương ảnh, hợp với ảnh thì càng tốt. Còn không thì anh em mình lấy số điện thoại cho nhau. Chuyện sau này nữa thì mình bất chợt mình nhận ra mình cần nhau. Hay đó. Dạ. Vậy nha. Nghĩ là em muốn nhường cho ảnh nhiều cơ hội hơn nữa. Rồi em sẽ thấy Nhâm mạnh mẽ. Nguyên một con hổ ở phía trong đó. Mạnh lên Nhâm Nhâm. Đó. Rồi, hy vọng rằng hai người sẽ làm quen với nhau. Có cần hỗ trợ gì thử gọi chương trình nha. Chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào chị Ngọc Lan. Rồi, chào em. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, em tên là Phan Thị Anh Tuyết. Em sinh năm 1986.
Em sinh ra ở Đắk Lắk và hiện tại em đang sinh sống ở Bến Cát, Bình Dương ạ. Anh Tuyết làm gì anh Tuyết? Dạ, nghề nghiệp của em làm điều dưỡng ạ. Rồi, mời nhà trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Dạ. Bạn gái bên kia. Em là Nguyễn Dũng Cường, 40 tuổi ạ. Ngành nghề là văn thư lưu trữ. Mình làm ở đâu anh? Mình làm ở bên trường học. Em chào anh. Mình bình tĩnh nha, không có gì hết. Dũng Cường làm ở đâu, thành phố nào, tỉnh nào? Ở xã Chim Mố, tỉnh Gia Lai. Ủa anh làm xa quá hả? Xa mà. Anh sống ở đâu? Dạ sống ở trong thì ở Gia Lai. Dạ, làm lưu trữ gì ở Gia Lai là mình lưu trú Gia Lai. Đúng luôn. Rồi, nay lưu lạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi qua tôi hỏi nhà gái, đừng có qua tấn công nhà trai tôi nữa, mệt quá, tội nghiệp nhà trai tôi. Chào chị gái. Dạ em chào anh Quyền Linh. Nhà trai tôi đang hồi hộp, quê mình ở đâu? Dạ quê em, quê gốc em ở Nghệ An ạ. À. Vậy là hai người đều ở xa hết trơn á. Điểm mạnh mình là gì anh Cường? Dạ điểm mạnh của em thì rất nhiệt tình trong công việc, mọi người đều quan tâm. Mọi người quan tâm mình hay mình quan tâm mọi người? Tất cả mọi người quan tâm mình cũng quan tâm họ. Rồi hay quá, sống chan hòa. Đúng rồi. Có nhược điểm gì không? Hơi nói chậm như thế này. À bình thường có nói vậy đó. À dạ. Này cũng hơi chậm nhưng mà có khi chậm quá luôn. Dạ là tại rung cho nên tại nó tăng thôi. Nó tăng cường độ chậm lại. Ừ, đúng rồi, nhưng mà đây là một người rất là thật thà. Đúng luôn. Đúng rồi. Hiền lành chất phác, không bao giờ cãi nhau với vợ. Cãi đâu được. Cãi đâu được. Cãi không lợi. Đúng rồi. Khỏi cãi luôn. Không cãi được, không kịp cãi luôn. Lấy chồng này là khỏi sợ gì đúng hết. Đúng rồi, nói chung là có người nhường nhịn rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ nè, anh có mấy mối tình rồi? Chưa có một mối tình nào. Trời ơi. Trong veo rồi đó hả? Dạ. Tinh khiết vậy luôn đó hả? Dạ. Còn riêng. Còn riêng. Anh còn riêng hả anh? Dạ. Trời ơi. Xác định luôn nha. Đó giờ chưa quen cô gái nào sợ hay là người ta nó nghe là sợ tiếp xúc gái hay là sao? Nói về thích thì cũng có đồng cảm với người đó, họ không đồng cảm với mình thì mình cũng không làm gì được cả. Ủa là tức là hỏi thật là anh có thích gái không? Thích chứ. Sống hiền dữ trời, vợ ông hung trong xỉu ngang luôn á. Vợ ông hung trong xỉu ngang luôn á. Chưa kịp đâu, chưa kịp hung, chỉ nghĩ tới thôi là xỉu rồi. Thấy chưa, đàn trai tôi trong trắng chưa? Nhưng mà quan trọng là cô gái của chúng ta phải thấy điều đó là thú vị. Cô gái của chúng ta, cô gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em đã từng lập gia đình và có một bé gái. Bé gái mấy tuổi rồi chị? Dạ, bé gái 12 tuổi rồi. Em chia tay ông xã cũng được khoảng 10 năm rồi. 10 năm rồi? Dạ, cái hôm chỉ được 5 hả? Dạ, ở con mình 10 năm nay rồi. Dạ. Thí dụ nha, bên kia có gia đình rồi, anh có lo lắng gì không? Họ đã có gia đình, đã có từng trải ra rồi đấy. Ừ. Mình cũng nên tạo ra một cơ hội nào đó. Ừ. Một cái niềm tin sống trong cuộc đời của họ. Rồi. Tốt. Gia Lai anh ở với ai? Ở một mình ạ. Rồi ba mẹ anh đâu? Dạ mất hết ạ. Anh chị em có không? Làm ăn xa, hôm nay không có mặt ở đây. Là anh ở nhà đó một mình từ đó giờ đúng không? Dạ. Trời, thấy thương quá. Thôi mấy nói nhà gái về Gia Lai ở giùm tôi luôn đi. Ta ở con mình nè chị. Rồi mấy mốt chị, thí dụ mà quen nhau chị có đồng ý đi về Gia Lai luôn không? Để tìm hiểu sau này chứ trước mắt. Bây giờ chưa xác định được. Dạ. Đúng không? Chị mong muốn có một người đàn ông như thế nào? Không gia trưởng, độc đoán, ít tính toán chi ly, biết đồng cảm, chia sẻ. Dạ. Và quan tâm nhà, chăm sóc vợ con. Nếu bây giờ anh thương người này thương anh. Dạ. Anh có mạnh dạn gì Bình Dương không? Nếu mà hai người đã chín muồi rồi đấy. Ừ. Thì có khả năng mình làm một cái gì đó cho bạn gái đi về bên mình hơn. Thế tức là anh có nhu cầu là về Gia Lai hơn? Thì Gia Lai hơn. Bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với con gái của em ạ. Con tên gì con? Dạ con tên là Thanh Mai. Con thấy chú hiền không con? Dạ hiền nhưng nhát quá. Dạ hiền nhưng nhát quá. Người này tốt tính lắm đó con.
Vâng. Con có nhận xét gì về mẫu thân của con không? Về mẹ con thì có vẻ hơi nóng tính và đôi khi cũng khá là vô lý. Khá là vô lý hả? Em sợ là chú đó không chịu được mẹ con thôi. Bây giờ hai mẹ con ở, chỉ có hai mẹ con thôi hả? Dạ, còn là ông bà nữa. Ông bà ngoại hả? Vâng. Cô bên kia là chắc cũng khó đi đâu được, bởi vì còn ông bà. Đúng rồi. Thôi, cặp đôi này chắc có lẽ là để mở rào ra và cho hai anh chị tìm hiểu nhau nó sẽ dễ hơn. Mở rào. Bắt đầu đi anh Cường. Dạ em chào. Hôm nay đến gặp anh nha, em có món quà anh tặng anh. Tặng em bài thơ Hẹn Hò. Gặp em mọi lối tình đầu, đôi ta hẹn hò trước sau chung tình. Em cười hạnh phúc bình minh, niềm tin gửi gắm chúng mình thành đôi. Sống vui giản dị yêu đời, yêu em anh muốn sánh đôi duyên tình. Lập nên hạnh phúc gia đình, dồi dào sức sống chúng mình vượt qua. Rồi, em chào bữa nay nè. Thơ này anh sáng tác hay sao ạ? Dạ, thơ này sáng tác. Dạ, rồi em cởi anh. Cũng lãng mạn lắm chứ bộ. Đúng rồi. Rồi, ngồi xuống đây anh. Này gì đây? Đi bóp ha. À. Về bỏ tiền vô nha. Công việc hiện tại bây giờ là hai chúng mình ở xa đúng không? Dạ. Nếu mà vượt qua được thì sẽ đến với nhau. Nếu anh ở trên Gia Lai á thì anh có sắp xếp xuống thăm em như thế nào ạ? Trong dịp hè là đi đi được. Đi thoải mái. Bên trường học mà nghỉ hè rất là thoải mái. Anh còn 3 tháng đi rong chơi đó. Cho em hỏi thêm là sau này á, em với anh mà có tiến xa hơn á, anh có nghĩ là sẽ sinh thêm con không ạ? Có. Em cảm nghĩ mới nãy giờ anh nói ra thì em nghĩ thế nào? Thấy anh á, hiền, thật thà và cũng có hơi ít nói. Lâu nay là đã tính trầm cảm, ít nói như vậy rồi. Chỉ tập trung vào công việc là chính. Thế anh, còn bên công việc của anh á, có thường xuyên hay nhậu không ạ? Không nhậu, không rượu bia, không thuốc lá, không chơi bời, không gì hết. Anh là tất cả đều không hết. Không rượu chè, không cờ bạc, không thuốc lá, không chơi bời, không vợ con luôn. Bây giờ sao không giúp anh có cái coi coi. Nếu mà em với anh mà có tiến xa hơn á, anh có thể thu xếp xuống Bình Dương với em được không? Tại vì công việc của em hiện tại á, là nó ổn định. Mà với lại em có ba mẹ già nữa cho nên... Cái này á thì tương lai sẽ mới biết được. Mà bây giờ cái khó khăn làm sao mà anh có thể bước tới để anh thể hiện cái tình cảm của anh, nên giao lưu cái cảm xúc của anh đây nè. Bây giờ nè, rõ gì chưa nắm tay gái lần nào đúng không? Bây giờ tiến tới nắm tay gái thử coi nè. Cất cái bài thơ đi. Dạ. Đây em cầm cho. Bài thơ lãng mạn tối về đọc sau. Lần đầu tiên nắm tay con gái đúng không? Dạ, lần đầu tiên trong đời như thế này. Thấy sao? Cảm giác làm sao? Rất là hồi hộp trong người. Bạn gái đối diện sao? Nói chung là rất đẹp. Chị thấy anh sao? Quá hiền. Quá hiền. Quá hiền đúng không? Chăm sóc ông bà già lớn tuổi được không? Được. À, chăm sóc vợ, giặt quần áo, rửa chén này kia được không? Cái đó là rất tốt nữa. Rất tốt luôn. Tùy chị đó. Phụ nữ mình á, mình nói thiệt là mình chỉ cần vậy thôi à. Nhà trai, nhà gái bây giờ không cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì nãy giờ là đã nói chuyện với nhau nhiều rồi. Nên bây giờ hai nhà sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3
Trời ơi. Một người phụ nữ mà gặp người đàn ông hiền lành gì cũng khó. Nhát gì cũng khó. Chúc cho anh trai thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Em cảm ơn anh chị. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Anh có cái bài thơ đó trước khi chia tay đọc luôn cho hiểu luôn nè. Bài này đọc lên sẽ rất là nhiều người xúc động. Điều ước, ước gì đôi ta bên nhau chăm lo cuộc sống dài lâu trọn đời, quanh năm ấm áp nụ cười, tình người sâu đậm không rời tách xa, như lời khúc hát dân ca chặng đường gian khổ lòng ta vững bền, yêu nhau thấm thiết êm đềm, dựng xây tổ ấm ngày đêm giữ gìn, đi vào nếp sống văn minh, gia đình sung túc bình minh đón chào. Thân tặng em. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào bên nhà trai, chào bên nhà con. Con tên là Văn Dương Cẩm Duyên, hiện tại con 27 tuổi và đang là giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên tại một ngân hàng. Ồ vậy đó hả? Dạ. Giỏi dữ vậy đó hả? Chăm sóc khách hàng ưu tiên tức là khách hàng VIP đó. VIP dạ. Đó. Khách hàng gửi từ chục tỷ trở lên đó. Như vậy là con có làm một cái ngân hàng mà có chú Quyền Linh tới chưa? Dạ chưa ạ. À, dạ. Ngân hàng của con là chú Quyền Linh không tới phải không? Nói chứ con làm ở quận mấy ạ? Dạ con hiện tại con đang làm ở quận 1. Quận 1 phải không? Dạ. Rồi bên đó nghe cái thông số vậy đủ chưa? Có muốn hỏi gì nữa không Linh? Đủ rồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ con xin phép chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Chào quý vị khán giả và chào bạn nữ cùng chơi. Dạ em tên là Bùi Trung Hiếu, em sinh năm 32 tuổi. Năm nay em hiện tại là em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh sống ở Long An. Làm gì Hiếu? Dạ hiện tại em là nhân viên kinh doanh hàng hóa hàng hải anh. Hàng hải ha. Dạ. Làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 7. Em ở quận mấy? Em ở Long An anh. Em đi về về. Trời ơi. Dạ. Quận mang là đoạn nào? Dạ em ở Cần Duộc, quốc lộ 50 anh. Thôi không xa. Không. Dạ. Không có xa. Được rồi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Hiếu? Dạ điểm mạnh của em thì em không hút thuốc nè. Em biết lắng nghe, hòa đồng và vui vẻ. Còn điểm yếu của em thì em rất thẳng thắn trong công việc. Có khi thẳng thắn quá thì mọi người cũng không thích lắm. Nhưng mà nếu mà ai hiểu thì ta cho qua, ta cũng hòa đồng với em. Em có cái nhược điểm cái là năm lúc mà em 25 tuổi thì em chở bạn đi chơi thì em bị tai nạn giao thông. Thì em bị gãy chân, chân em bị mổ phải lắp inox trong đó. Thì tạm thời em chưa có mổ ra thì chân nó không được ngay cho lắm. Khoảng một vài năm ta mới lấy cái đó ra. Dạ đúng rồi. Cái thẳng tính đó thế này nè, tức là cũng đừng thẳng quá, đôi khi nó cũng mất lòng người ta đó. Có cái bạn kia bạn hay thẳng tính, ví dụ gặp người xấu thì sao người ta thẳng tính, nó nói trời ơi cô xấu quá à. Dạ không, cái chuyện đó, đó thì là nó quá thẳng đó. Dạ còn em là lòng. Công việc em thẳng thắn, cái nào đúng nó đúng, nào sai nó sai, nhưng có những thứ là không nên ha. Dạ những thứ quá thẳng, ví dụ như là cái người đó sai á, nó sai lớn thì mình còn nói, ví dụ sai ít thì nói là cái này nó cũng hơi chưa đúng lắm, hay đừng nói là cô sai rồi đó là ta ghét, đơn dạ. giản vậy thôi chứ không gì chứ á. Theo anh nghĩ là có những thứ là chúng ta cũng không nên thẳng quá. Mình dạ. mất lòng người ta đó. Dạ. Nghiệp, không? Thẳng tính trong một cái cách tế nhị đó là ok. Tế nhị đó. Ví dụ người ta mập quá mà đừng nói bà này mập quá, đánh đi, mình nói là đánh luôn đi đừng nói nữa. Mập dễ thương. Thôi mình giới thiệu về bản thân mình đi cưng ơi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ điểm mạnh của con là hòa đồng, hoạt bát, biết nấu ăn, tính tình thì dễ gần. Dạ còn điểm yếu thì là cũng thẳng tính với bạn nam bên kia. Vậy hả? Dạ, có thẳng tính giống chú Huyền Linh nói không? Dạ không. Thẳng tính trong sự tế nhị đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Ừ em nghe cái vụ mà bạn tâm sự bạn tai nạn giao thông vậy em có thấy thương không? Dạ thì nói chung là cũng đồng cảnh ngộ. Tại vì năm lớp 10 thì con cũng bị tai nạn và có gãy chân. Ồ vậy đó hả? Dạ. Con gãy chân chân nào? Dạ chân trái. Rồi có bị gì ống inox gì dạ, không? Dạ có. Con nhưng cũng... mà chắc con lấy ra rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Bên đây bị chân nào? Dạ em chân phải à. Bên kia chân nào? Dạ chân trái. Rồi, rồi đứa hai trai chân... đứa phải. Nói chung là trong cuộc đời thế nào ai cũng bị một lần đó xui. Nhưng mà bị một lần rồi thôi khỏi có xui nữa luôn đó. Dạ. Từ đây tới sau là hên không á nha.
Bên rồi. Đàn trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có, lúc trước em có 3 mối tình. Lúc trước á hả? Dạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Dạ quen được, mối ngắn nhất là quen được 5 tháng anh. Mối dài nhất là quen bao lâu? Dạ mối dài nhất là quen được gần 3 năm. 3 năm dài vậy sao chia tay? Dạ tại lúc đó thì lúc đó mối tình đó là mối tình đầu luôn. Lúc đó em nói chung là quen một bạn nhỏ hơn em 3 tuổi. Em nói chung là lúc đó em còn đang học sinh viên. À lúc sinh viên. Dạ. Còn cái mối tình mới đây là sau 5 tháng đó hả? Dạ mối tình mới đây là khi mà em quen chung một bạn đồng nghiệp. Dạ. Đừng quen được bạn đồng nghiệp. Dạ. Gái cơ quan, bạn đồng nghiệp này kia quen nhau hiểu nhau hết, khó quen nhau lâu lắm. Không? Dạ. Quen cô quận nhất bên kia được. Bên ngân hàng bên đây nè, quen ngân hàng đi. Ngân hàng đi. Rồi, còn bên đây mình sao? Mình có mấy mối tình rồi bé? Dạ, con thì có 3 mối tình. Trời, nhưng mà cái giống bên đây vậy. Bên đây bị chân phải, bên kia bị chân trái, bên đây 3 mối tình, bên kia 3 mối tình luôn. Nó có một cái sự tương thích á. Sao nào? Mối tình ngắn nhất của con thì tầm 6 tháng. Ngắn nhất bên đi thì ngắn nhất được 5 tháng hay nhiêu đó. Đúng không? Dạ đúng rồi. Dài nhất là nhiêu nè? Gần 4 năm. Gần 4 năm cũng trên 3 năm chút đỉnh. Yeah. Giống giống vậy ha. Quá trời tương thích rồi. Lý do gì chia tay cái mối tình mà 4 năm đó? Dạ thì tại vì người ta không có thật lòng với mình á. Thì quen con thì kêu có thương con nhưng mà nói chung là bị cấm sừng á. Người ta quen một lúc nhiều người á. Vậy đó hả? Dạ nên là con thấy không ổn nên là con thôi, con không quen nữa. Là mối tình thời học sinh hay là mới đây? Dạ mới đây, cách đây còn tầm hơn năm. Là cái mối tình đó đó phải không? Dạ. Vậy giờ con mong ước là cái người yêu của con phải như thế nào? Thứ nhất là chung thủy. Rõ ràng trong những cái mối quan hệ rất là phải, ví dụ như khi mà quen nhau rồi á thì bạn bè hoặc là gia đình hai bên đều biết chứ không phải giấu giếm. Dạ. Tại vì hồi xưa thì con bị kiểu như giấu là quen nhà đúng rồi, giấu giếm. Nên là con muốn rõ ràng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cứ có gì thì cứ nói thẳng với nhau, không thương không quen nữa thì cứ nói thẳng, không việc gì phải lén lén đi quen người khác nữa. Dạ. Rồi bây giờ còn cái ngoại hình thì sao? Con mong muốn như thế nào? Dạ ngoại hình thì khoảng 1m7 trở lên. Ngon. Thấy cái này chắc cũng hơn. 8 8 mấy á. Có gu ăn mặc. Có gu. Có gu luôn. Mặc đồ caro không? Semi caro đồ. Có gu chút chậm mới biết có đúng gu hay không. Biết nấu ăn. Biết nấu ăn. Biết nấu ăn hay không? Dạ biết gì. Biết nấu mấy món miền Tây thôi. Đó, biết nấu mấy món miền Tây. Miền Tây ai cũng biết nấu ăn hết, vấn đề ngon hay không thôi. Với lại là biết, nói chung là hiểu chuyện. Hiểu chuyện. Dạ. Ok. Em nghe vậy em thấy mình được bao nhiêu phần trăm? Dạ như là 90 á. 90 phần trăm ngon rồi, thấy chưa? Rồi bây giờ Hiếu muốn người yêu lý tưởng thế nào, mong muốn thế nào nói cho cô Hồng Vân biết. Dạ đứng đối diện với tôi đi, em mắc mới gì làm biến ngồi đó. Dịch bệnh xa xa. Thế em nói đi Hiếu. Dạ em muốn bạn nữ của em thì cũng là chung thủy, cũng giống như mà cái tính cách của bạn nữ vậy. Chung thủy và vui vẻ hòa đồng, với hiếu hạnh. Hiếu hạnh. Dạ. Có gu ăn mặc không? Dạ thì giờ ta đòi mình gu ăn mặc, giờ mình có đòi ngược lại không? Dạ nói chung là mình, em không có đòi, cũng như là vừa hiện đại vừa truyền thống gì đều được với em. Dạ. Rồi, sao cũng được ha. Ngoại hình thì sao nè? Dạ ngoại hình thì bạn nữ cao tầm 1m55 trở lên là được rồi. Dạ ưa nhìn được rồi. Dạ nữ giờ cao lắm, 50 thì cũng 1m52 là thấp không? Dạ. Mang dép vô dư năm, mang giày dư 52. Ý khan tiếng rồi kìa. Trời ơi có đau họng không vậy? Trời ơi đau họng quá, mới hôm qua chí Linh về Hải Dương về. Mười ngày nay đi miền Tây nha, có là bà Hồng Vân bởi vì nè cô Mười ngày nay đi thôi, nói chuyện với bên nhà gái tôi đi. Đàn trai chịu đàn gái rồi nha, thấy là thấy chịu rồi đó, xinh quá à. Dạ con cảm ơn chú. Bây giờ là con thích điều gì vậy đàn ông? Vừa hiện đại vừa truyền thống là thấy chưa. Ghét điều gì đàn ông nhất là nói đi. Dạ thứ nhất là lăng nhăng, thứ hai là mông lép. Mông lép nữa. Cái lăng nhăng kiểm, ông kiểm giùm tôi đi thì mông, ông kiểm giùm tôi đi mông, nhưng mông lép làm gì không thích.
Ủa cái chuyện nó gu của người ta mắc cười quá à. Sao cứ đi hỏi sao chuyện con đó? Thích bông lét nói chú nghe coi. Thì tại vì con không thích. Chị biết là con không thích đâu, nói nào ngay là phải có người ta thích nhìn cái mông lét mà bị gì mà không thích ta. Ủa ông chứ ông thích không thích phụ nữ gì, ông nói tôi nghe coi. Không, tôi thích. Ông hay tâm sự với tôi làm sao? Miễn phụ nữ là tôi thích rồi. Ông thích là bưởi năm rồi hay năm roi gì mà có đâu. Tự nhiên mông lép. Rồi đứng coi xíu coi. Chắc lép thiệt anh. Mông nó cũng bự lắm mà. Không được, kiểm tra được rồi đó. Full hả? Full. Full HD. Ok. Chú hỏi hiểu tại sao là thích mông lép. Ông đừng có hiểu. Kệ. Mông lép mắc mới gì đâu. Mông lép ta giỏi nè. Mông lép người ta đẹp trai nè. Ta có mông lép mà người ta có nhiều tiền nè. Có mông lép ta thương vợ nè. Ta có mông lép mà ta chăm sóc người yêu tốt thì có gì đâu không thích con. Tại vì con thấy những người có tiền thường thường mông đằng sau hơi to. Thấy chưa? Cái này lạ nha. Cái này lạ nha. Không, cái quan điểm nó nhiều người lắm. Tôi biết quan điểm. Tại vì để ví á chú. Ví to á. À. Mai về lấy ví nhét vô nhiều nha Hiếu. Dạ. Ơi, quan điểm mấy người mông bự là tiền nhiều. Chú Linh á, con biết không, chú... cái ví không hề to nhưng mà không mông vẫn luôn. Bự. Mông hả, vẫn bự, con biết hả, đất đai nhà cửa quá. Ê, thôi được rồi, thôi mở rào đi. Gì mở rào, chưa hỏi cái người thân mở rào gì ông nội. Hiếu muốn người yêu lý tưởng thế nào? Dạ thì nãy con nói rồi thì người yêu con phải chung thủy vui chung vẻ thủy. Dạ còn con cái vụ kia con có yêu cầu con có ghét có thích gì không? Dạ không, con không có đòi hỏi gì nhiều quá. Con có thích mông lép hay mông bự? Dạ không, không à, hình nói chung là ngoại hình cân đối là được rồi. Dạ cân đối được rồi, mông lép thì mốt mình bơm cho bự luôn. Đúng rồi. Dạ gì đâu lo. Ông này Hiếu đi với ai vậy? Hỏi luôn mệt đi với ai? Tôi hỏi cái vụ mông nữa. Thôi đừng hỏi nó mà. Có gì bơm nha con nha. Không bơm nó. Cô dân hồi xưa cũng đâu có bự đâu. Ê giỡn hoài. Trời ơi. Mở rào. Cái gì mở rào chứ hỏi người thân mở rào gì? Sao đưa mông qua đâu? Trời đất ơi giỡn hoài. Con đi với... Ủa em đi với ai vậy? Dạ đi với cha với em gái. À dạ chào anh ạ. Dạ xin mời bên đại diện nhà trai. Chào chú. Cần vuột và đất lên lắm nha. Ủa cái mi đưa. Cái mi ở đâu đằng sau lưng con có không con? Sao sau lưng bạn này có không? Mi mấy chị ơi. Âm thanh. Bên đây chưa có đó nha con. Lấy bên đây luôn hả? Chào chị Hồng Vân. Chào anh Quỳ Linh. Xin chào gia đình bên bạn gái à, của cháu gái. Dạ. Thì qua cái chương trình hẹn hò hôm nay ấy, thì phải nói là hai bên thì thấy nó cũng có cái những cái hộp cái trùng, nó trùng ý nha, nó ngẫu nhiên nha, dạ. Rất là tương thích. Nói chung là ý hai đứa thì nó cũng được, cũng hòa đồng, cũng vui vẻ, là bản thân thì cũng thấy rồi. Thấy bên đây biết nấu ăn là bên kia cũng biết nấu ăn nữa mà nấu mì gói. À giả dối hả? Giả dối hả? Đâu có. Mì gói là món ăn của đại đất nước mình chứ không phải là miền Tây nha. Ủa ai nấu mì gói cũng được mà. Mì gói luộc nó muống này cái nọ thì cũng được. Thì nhân cái dịp hôm nay thì nói chung là theo bản thân tôi thì tôi cũng rất là mong là hai đứa cho một cái cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì bước tới. Chứ tôi thì cũng lớn rồi. Con nó cũng lớn rồi. Bây giờ mong cháu. Dạ. À, được. Mà anh thấy cô gái bên đây sao ạ? Tốt, quá tốt chứ có gì đâu. Xinh sợ. Anh ha. Sợ vượt trội hơn con tôi không dám nói. Em gái ruột đó hả? Dạ. Em gái xinh quá trời của đất luôn á. Nghe không? Rồi, cảm rồi. Ơn em gái thấy sao? Thấy được không? Nói chút xíu chị dâu tương lai coi. Dạ, con xin kính chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và chào chị. Chào bên nhà gái và tất cả các mọi người đang có mặt ở khán đài. Thì em thấy nếu đây là chị dâu tương lai thì em chịu. À, em chịu. chị rất là xinh, chị xinh lắm. Đa phần là tính cách chị ấy khá là giống em. Ồ,
vậy đó hả? Dạ. Rồi về hai chị em thân nhau rồi. Mai mốt về là nhiều khi thân hơn với em luôn á. Ừ. Dù sao cũng đến chương trình là coi như cũng là cái duyên thì em mong cả hai đều cho nhau cơ hội. Ok, cảm ơn rồi. Em mình đi với ai con? Dạ con đi với ba mẹ. Ồ, có ba mẹ luôn, dạ. Chào ba mẹ. Chào cô chú ạ. Dạ, xin mời nhà gái ạ. Alo, alo, alo. Alo. Dạ, được ạ. Dạ xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Chào MC Quyền Linh. Xin chào. Dạ. Xin giới thiệu là tôi là mẹ của Bé Duyên. Dạ. Dạ. Xin chào họ đàn trai. Chào khán giả trường quay. Dạ. Rung. Dạ thì nói chung đến đây thì thấy cháu trai cũng được. Cho nên là chọn hay không là tùy con gái đó là quyết định và sau này tìm hiểu. Nhưng mà bây giờ là cũng cho nhau một cơ hội. Dạ. Dạ chị có vậy. Dạ. Coi như cái đó là thánh chỉ của mẹ với con. Dạ. Đúng không? Con cứ cho nhau cơ hội. Rồi, sau này là cái chuyện từ tụi con tìm hiểu. Có ý kiến vài câu đi. Đúng rồi, ba cho miếng ý kiến đi ba. Ba hiền khô à. Thưa với Quyền Linh và Hồng Vân, cái chương trình này thì tôi hay coi. Dạ. Coi rất là nhiều. Nói chung là cháu trai này thì cũng được. Thì quan trọng nào là cái ngày này cũng như cái ngày hai đứa nó ra mắt, nó gặp mặt nhau. Thì còn tìm hiểu về cái quyết định về tương lai của hai cháu thì hai cháu hợp thì chúng ta cùng đi đến mà thì cho nó cái hạnh phúc của hai cháu về sau này. À, xin hết. Trung quá hả? Ê, quê vợ với Quyền Linh đó. À, Quy Nhơn hả? Quy Nhơn. À, ở đâu huyện nào? Ở Tuy Phước, giáp với Pháp như ngày xưa cái quê vợ của Quyền Linh cũng là cô Tuy Phước. À, ngã ba Phú Tài á. Đúng đúng đúng. Cái nào vậy em có hỏi lồng heo nha. Cả. Mà khi nào mà Hồng Văn với Quyền Linh về ráng được bánh hỏi lòng heo rồi cái bánh xèo Mỹ Cang. Bánh xèo Mỹ Cang đi tới Mỹ rồi. Bánh xèo tôm nhảy. Tôm nhảy, bánh xèo tôm nhảy Mỹ Cang. Rồi, cảm ơn nhà gái. Bây giờ mình mở rào. Mở rào. Mở đầu đi Hiếu. À, mình đứng lên mình nhận quà trao quà luôn nè. À, cho anh gửi em cái chậu xương rồng. À, cái cây xương rồng là nói chung là anh rất thích. Tại vì cái lịch sử của nó là trong mọi cảnh khó khăn thì xương rồng nó cũng vượt lên, nó vượt qua mọi khó khăn. Thì tặng cho em có những lúc mà khó khăn thì chúc em sẽ vượt qua tốt. Dạ cảm ơn anh ạ. Em xin phép để xuống. Để xuống đi. À, thì em cái này anh mở đi. Em cái này là cravat. Dạ. Cục tông với cái áo anh đang mặc luôn. Dạ. Ủa hợp luôn á hả? Dạ. Đeo luôn con, đeo luôn cho anh đi. Thì cái này em tại vì em sợ rung á nên là em có tháng trước rồi. Em đi nhỏ tính toán trước hết rồi, nhỏ tính trước luôn rồi. Nhưng mà cái này là em thắt nha. Em không có nhờ đâu. Chăm sóc khách hàng VIP mà bởi vậy bắt buộc phải biết thắt cà vạt. Đúng rồi. Khách hàng VIP phải giữ lắm mà. Rồi, thắt luôn đi con. Bữa nào rồi lại gửi 10 tỷ cho biết. Nhớ nha chú. Gái Bình Định giỏi lắm đó nha. Gái Bình Định là đi roi múa quyền. Cảm ơn đó. Em nhiều. Dạ. Rất là đẹp. Trời ơi. Đã có gu nay còn có gu hơn nhờ cái cà vạt. Trời ơi. Giờ Hiếu quay vòng coi cái vụ lép lép đó. Ngon với chung được không? Được không con nói cho ý kiến thôi được không? Dạ được. Ok rồi đúng không? Đâu dạ. Lép lắm đâu. Bên dạ. Tôi chịu rồi, bên chịu tôi hả? Chịu rồi. Ừ. Rồi về ngồi đi. Để nè, đi con ngồi dù lép không lép. Con ngồi được gì? Rồi hai đứa cảm nhận đi, trò chuyện đi, cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau thấy thế nào? À, anh cảm nhận em rất là xinh. Cảm ơn anh. À, cho anh hỏi không biết là em có quan niệm về cái gia đình thế nào là gia đình hạnh phúc không? Quan niệm của em thì đơn giản lắm. Tại vì em chỉ cần là chồng đi làm, vợ đi làm, hay hai vợ chồng cùng nhau kiếm tiền để xây dựng cái mái ấm của mình á, để sau này còn nuôi con nữa.
Rồi ví dụ như vợ hôm nay bận không nấu cơm được thì chồng có thể về trước và nấu cơm cho vợ, hoặc là hai vợ chồng cùng nhau mỗi người một tay cho nó xong bữa cơm ấy, để cùng quay quần với nhau. Thì đó, em đơn giản vậy thôi. Còn anh thì như thế nào? Anh thì nói chung là anh cũng tương đồng với em. Anh cái gia đình hạnh phúc anh nói là chia sẻ giữa hai vợ chồng, thì giữa công việc và gia đình và con cái, thì hai vợ chồng cùng nhau cố gắng làm để xây dựng một mái ấm tốt. Có chuyện gì thì cũng chia sẻ lẫn nhau, nói thẳng thắn. Bây giờ giữa anh sai và em sai thì mình nói thẳng ra để mình hiểu nhau hơn. Yeah. Thì mình sẽ càng ngày càng hiểu thì sẽ vun đắp được cái mái ấm mình nó hạnh phúc hơn. Dạ. Yeah. Không biết là anh có thích con gái biết nhậu không? Nói chung á thì con anh thì quan điểm thì gái bạn nữ biết nhậu là đó anh thường thường tại vì giao tiếp thì anh cũng đôi khi trong công việc anh thì anh rất là nhậu cũng hay nhiều. Không biết là em có ngại bạn trai mình đi công tác không? Công tác anh có hay công tác xa nhiều không? Cũng có thể là đi xa nhưng mà cũng không có nhiều lắm. Thường thường mỗi lần đi như vậy là đi bao lâu? Mỗi lần đi như vậy nói chung là tính chất công việc anh cũng không biết trước nữa, do là công việc nếu mà ở trên ban giám đốc đưa xuống nếu mà hàng tốt thì mình về, còn nếu chưa thì mấy tháng. Cái đó chuyện đó anh không biết, nhưng mà anh cũng biết là hồi đó anh đi khoảng một tuần lễ. Một tuần thôi hả? Thời gian dài nhất anh đi là bao lâu? Thời gian dài nhất anh đi là khoảng gần 2 tháng. Gần 2 tháng. Em có sợ con trai trưởng không? Tại sao phải sợ? Tại vì theo quan điểm anh, tại vì lúc anh quen cũng có mấy bạn nữ là chia sẻ con trai trưởng thì sợ rất là cực, gánh vác trách nhiệm gia đình rất là cực. Thì có khi nhiều người bạn nữ thì ta không thích lắm. Là anh trai trưởng hả? Đúng rồi, anh trai chú trưởng. Chú khoái còn hỏi câu tại sao phải sợ đó. Có gì sợ? Phải nhất câu đó luôn. Ủa tôi sợ ông thiệt đó Linh. Ông con cũng cái sợ. Mặt ông giống như chuẩn bị đâm người ta vậy đó Linh. Con cũng sợ. Hiện đại không có sợ điều gì cả hết á. Cái hay là sợ đàn ông gia trưởng. Ủa mình gia trưởng hơn đó đi. Đấy, con gái Bình Định là vậy đó con. Con trai trưởng. Con trai trưởng à? Chứ không phải là con trai gia trưởng. Con trai trưởng. Con trai trưởng hả? Dạ con trai trưởng. Tưởng đâu sợ, nãy nghe tôi giật mình luôn gia á. Gia trưởng gì không, con trai trưởng. Không có sợ gì chứ, mà cái câu đó. Không, nhưng mà cái câu đó hỏi cũng rất đúng trong trường hợp này. Câu đó hay đó. Tại vì con trai trưởng là quá trời trách nhiệm với gia đình. Không có gì với sợ dòng họ, tổ tiên, bàn thờ, ông bà rồi. Cha mẹ, em, đại bây giờ em Út á, là rất là giỏi. Ai làm được điều gì mình làm được điều đó. Ai sợ điều gì mình không sợ điều đó. Quan trọng là mình có quyết tâm để thay đổi hay không thôi. Mình là người có thể cải số cuộc sống của mình được. Như thế mới là bản lĩnh ha. Tôi nghĩ rằng gái Bình Định làm được điều đó đó con ha. Ông cứ mượn này xong ông khen vợ ông quá Linh. Tôi thấy ông Bình Định chung ông bị cá nhân á. Linh ông bị cá nhân á. Tiếp đi con, mình trò chuyện với nhau tiếp đi con. Tại chú Quyền Linh nhắc mới nhớ là không biết anh có gia trưởng không. Không, anh thì không có gia trưởng lắm. Mình sợ con. Ủa, chú đang khen con thích vô. Con làm cái thất vọng nha. Không sợ con. Không con nói, anh con trai trưởng. Nhưng anh mà anh có gia trưởng. Anh không có gia trưởng. Trai trưởng em có sợ không, nhưng mà em sợ gia trưởng. Là đừng sợ. Quan trọng mình gia trưởng hơn chồng mình. Hay quá, rồi đập lộn hay gì. Phật bự con lắm mà không nổi đâu. Giờ con cứ hỏi thẳng đi, anh nên có gia trưởng không? Nó hỏi để anh trả lời. Tại vì con cũng không thích người gia trưởng. Dạ. Không, để anh nói chung là anh cũng có hiện đại nói chung mà không có gia trưởng lắm. Vậy là có gia trưởng sơ sơ phải không? Trong câu chuyện này á, tại là anh con trai trưởng mà nên cũng có thể có một chút gia trưởng chút xíu, nhưng mà do hoàn cảnh thôi, mình không phải là mình. Nhưng mà chú thấy cái là đó chấp nhận con, cách nhận cái đó là do là tính chất nghề nghiệp, tính chất ngôi thứ đó con. Bị là phải quyết định, con trai trưởng là phải quyết định Linh rất nhiều trong thứ. Trong câu chuyện ngày hôm nay á, bạn Kim á là tổ trưởng, bạn là tổ phó thôi nha. Tôi thấy vậy rồi đó. Tôi nói ông nghe là ông cứ đem cái chuyện nhà ông vô không mà tôi phải. Biết Thảo nó gia trưởng đúng không? Không. Thảo gia trưởng hơn chú Quyền Linh, cho nên là chú rất là tin tưởng là cho dù bạn này có gia trưởng con cũng không sợ. Tại vì Thảo đâu sợ chú Linh đâu. Nói chứ cái chuyện mà anh này anh hơi gia trưởng á, cô nghĩ là ảnh là con trai trưởng bắt buộc anh phải có chút xíu. Cái gia trưởng đó là sự quyết đoán trong công việc, sự quyết đoán trong cái đường lối sách lược của gia đình. Đối nội, đối ngoại rồi. Đối nội ngoại là hai bên gia đình đó nha. Dạ. Đó rồi đối nội đối ngoại trong công việc nữa đúng không? Dạ. Nhưng mà mức độ con là, của em là bao nhiêu phần trăm, em phải nói cho bạn yên tâm đi chứ. Dạ thì chắc là 50-50. 50 là hơi nhiều đó ông nội ơi.
Trời ơi, tôi tưởng ông chừng 20% là chấp nhận. 50-50 là hơi bị nhiều đó. Dạ đúng rồi. Giảm xuống đi. Dạ. Tại vì cái tính nói của em thì cũng thoáng. Miền Tây không có gia trưởng đâu. Miền Tây không ai gia trưởng hết trơn á. Cưng là miền Trung mà đúng không? Dạ, miền Tây à. Miền Tây hả? Ồ, dạ. Vậy miền Tây thì không gia trưởng không? Địa lý mà nó cần ruột mà đưa là miền Trung. Địa lý tôi giỏi nhất trường. Rồi, bây giờ nè, hai bạn nói chút xíu về về tương lai đi. Thí dụ bây giờ đó là mình tiến xa hơn, rồi mình ở đâu, rồi mình phát triển kinh tế thế nào, rồi con trai hay con gái, quan điểm về con cái đó, trao đổi với nhau hết cái đó đi. Em là lập nghiệp ở quận Nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là em công tác ở thành phố này lâu chưa? Em học ở đây xong rồi làm ở đây là từ năm 2012 tới giờ. Thì anh cũng vậy, anh nói chung là anh tốt nghiệp xong rồi anh cũng làm thành phố cũng khoảng 2 năm 2012. Dạ. Công việc ở đây là công việc của anh là công việc hàng hóa, kinh doanh bên hàng hải. Dính cái chữ hàng hải tại vì bên em cũng liên quan tới đó. Nói chung là công ty anh vận chuyển hàng hóa hàng hải Bắc Trung Nam nội địa, thì anh bên nhân viên kinh doanh bên khai thác hàng mạng nội địa. Không có nói chuyện công ty nữa, vô vấn đề là bây giờ sắp sửa mình cưới, thí dụ mình có thể cưới nhau nè, ở đâu, ở Cần Duộc ba cho miếng đất nào chưa, hay là ở đâu rồi mình như thế nào, có hay là về Tuy Phước Bình Định. Em có thích chiều quê ở không? Dạ, đối với em á thì cái việc mà về quê á thì nó liên quan tới công việc. Nếu ví dụ như về quê mà công việc nó tốt hơn ở thành phố thì em sẽ về. Nhưng nếu mà đánh đổi một công việc đang rất là tốt mà kiếm được cái mức thu nhập khá mà để về quê á thì em sẽ không về. Tại vì quan niệm của em là khi mà đã đi làm ở xa rồi á thì nhất định là phải có vinh quang đem về cho ba mẹ. Chứ em không thích là đi làm xong rồi đi làm không được ấy, rồi quay về ba mẹ nuôi hay gì đó là em không thích. Dạ. Tính em hơi đàn ông chút xíu. Dạ. Không, em cá tính chứ không phải đàn ông. Còn anh thì anh dự định sau này ví dụ như có lập gia đình thì anh về quê hả? Không có em, anh cũng làm và công tác ở thành phố. Thì tại vì quê nhà anh cũng gần thành phố lắm. Thì anh có thể đưa em đi đưa về vẫn được. Cách thành phố khoảng có 1 tiếng đồng hồ. Dạ. Mà anh không tính dự định là sẽ có nhà ở thành phố à? Nếu có nhà càng tốt. Thì nếu mà có nhà ở thành phố thì cũng được. Nếu hai vợ chồng nếu mà công tác thành phố thì tích góp mình mua nhà ở thành phố mình làm. Dạ. Nói thôi Cần Duộc đất lên dữ lắm. Sát bên thành phố. Ở Cần Duộc đi ngon lắm. Ở quê không khí trong lành em. Quê đâu mà quê Cần Duộc giờ ở đâu vậy? Dạ em ở thị trấn à. Thị trấn Cần Duộc hả? Trao dối đất ơn xin. Dạ. Lúc trước anh có về anh quay chương trình Vượt Lên Chính Mình á. Đúng có, rồi. Dạ. Đất chỗ đó lên lắm á. Con già có mấy câu. Dạ biết mà. Con biết mà. Cần Duộc ngon lắm. Quan trọng là Cần Duộc với thành phố á. Tương lai là gọi là về thành phố đó. Dạ. Còn về quan niệm con cái, em thích bé trai hay bé gái? Em thích cả hai. Trai thì cũng được mà gái thì cũng tốt thôi. Nhưng mà con gái thì em sẽ khuynh hướng là làm đẹp cho nó nhiều hơn. Tại vì em thích làm đẹp. Phụ nữ mà ai cũng thích làm đẹp. Dạ. Còn anh thích trai hay gái? Anh cũng như em vậy, trai gái đều được. Cũng là con mình hết, cũng dạ. Mình cũng yêu thương. Mà em thì mà giờ vấn đề nè, sau cái bữa nay là hẹn hò sao? Tuần gặp nhau mấy buổi? Ôi, sát bên nhau mà cũng biết bảy sát bên. Nhưng mà tối bạn này về Long An, về Cần Duộc mà đi làm về Cần Duộc phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ phải tính coi sao? Hỏi ba, sẵn có ba đây nè, bộc lộ quan điểm đi rồi ba thông cảm cho. Thì bộc lộ quan điểm thì có thể nếu mà anh với em sẽ tìm hiểu thì lúc anh về thì dính chút ít thời gian. Thực sự là công việc của em cũng khá là bận. Có đôi khi là em cũng chắc 10 giờ tới 11 giờ đêm em mới về tới nhà. Sớm lắm thì 8 giờ, hoặc là cố gắng lắm thì 6 giờ.
Nhưng mà thường cái thời gian mà 6 giờ thì rất là ít. Lúc trước anh cũng ở thành phố nữa, nhưng mà sau này công việc anh rồi ở quận 7 thì nói chung là cũng gần nhà, về nhà ở chơi với ba mẹ, mình chăm lo ba mẹ với hạnh phúc hơn trong gia đình. Dạ. Nhưng mà anh có ngại khi mà ví dụ như người yêu anh có thời gian nó kín như vậy không? Tại vì không phải công việc của em không, mà em còn vừa phải học nâng cao lên để cho hỗ trợ không, cho công việc. Cái đó anh sẽ hiểu cho bạn của anh. Thì lúc của anh công việc anh cũng vậy. Có khi anh công việc anh khi mà gặp khách hàng thì khuya, cũng có khuya nữa. Thì phải cảm thông, khi mà hai người quen nhau phải tin tưởng lẫn nhau và hiểu cho nhau, chia sẻ cái công việc. Rồi, bây giờ là Hiếu đứng lên, đến gần bạn gái hơn. Cho con hỏi cái này xíu. Hai đứa đứng gần nhau rồi hỏi. Hai đứa nắm tay nhau. Dạ thôi, từ từ. Tiến từ tới từ gần đi nhau. Đó, cho anh xin nhìn đúng thẳng vào mắt nhau. Giao lưu chút cảm xúc đi. Rồi hỏi gì hỏi đi. Tự nhiên chú làm con quên. Em tính hỏi là anh có thích, kiểu như là có ngại khi mà vấn đề mà, tại vì em thích đi du lịch, với lại là rất là thích mua sắm làm đẹp. Anh thì cũng thích đi du lịch nữa, ăn uống nữa, thì mua sắm làm đẹp đó là bản chất phụ nữ không? Thì ví dụ như mua nhiều quá anh có cằn nhằn không? cứ em cứ quẹt thẻ hết đi, chừng nào hết thì anh mới cằn nhé.